Được cái không khí náo nhiệt của ngày hôm nay không? Honda Beat Bike Việt Nam đã chính thức bắt đầu chặng đường chinh phục cực đông mũi điện Phú Yên rồi anh em. Hiện tại tôi thấy đây đang rất là háo hức luôn, và những anh em biker đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi mà lên xe khởi hành đi Phú Yên. Nhưng mà hôm nay là cái chặng đầu tiên thôi, thì sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Mê Thuột dừng lại, rồi trong những ngày sau thì mới tới mũi điện Phú Yên. Và thật sự mà nói thì Honda họ rất quan tâm đến những anh em chơi xe phân khối lớn, và muốn là cho những chiếc xe cổ máy lớn này sẽ được giống như là thả hổ về rừng, và những chiến binh cưỡi những con hổ đó thì sẽ có những cái cảm giác là tự do, tự tại, khoái lạc trên những cái cung đường đẹp của Việt Nam mình. Còn Huy chắc chắn chuyến đi này sẽ rất là thú vị, có nhiều điều bất ngờ, và Huy muốn anh em hãy cùng Huy theo dõi để coi đó là những điều thú vị gì. Bên Honda lần nào? Đây là lần đầu tiên mình đi. Vậy chưa à? Do hồi trước em chưa có cơ hội đi sở hữu xe của Honda để trải nghiệm cùng anh em. Trong chuyến tour lần này sẵn em mới vừa mua xe mới thì cho nên là em đi để trải nghiệm cùng anh em để cho biết thêm à. Cảm xúc của em đó là nôn nóng, háo hức và đã chuẩn bị từ lúc sáng 2 giờ đã dậy rồi để chuẩn bị mọi thứ trong đến 4 giờ rưỡi hơn tập trung với mọi người để xuất phát. Tour này đi mình cảm thấy rất là vui và hứng khởi, và nói chung là giao lưu với mọi anh em đi các loại xe nên mình cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hứng khởi khi đi tham gia tour. Tôi là Kiệt, hội trưởng hội Con Quynh phía Nam Đồng Đội. Hôm nay tôi rất hân hạnh khi được tham gia cái tour cực đông cùng Honda Việt Nam. Bên Honda cho em thông tin về cái tour cực đông này thì em rất là háo hức để tham gia. Cho đến ngày hôm nay, đêm qua hầu như em không ngủ được để đợi đi chuyến tour này. Còn khâu chuẩn bị của bên Honda mình rất là ok, rất tốt, và chăm sóc từng thành viên đi rất là nhiệt tình, chu đáo. Tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị của Honda. Tất cả các công tác chuẩn bị của Honda đều đã được hoàn thành trước tour rất là tốt, từ công tác ăn ở, đoàn chuẩn bị rất là chu đáo. Honda chuẩn bị cho tour này rất là kỹ à, từ những cái phần đầu tiên như là dạy lái xe hay là những cái buổi tập trung anh em để huấn luyện về các cách lái xe và cách di chuyển thì Honda đã chuẩn bị rất tốt. Và trong chuyến hành trình cho đến lúc này thì Honda vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của họ. Trong đoạn đường vừa qua thì trong di chuyển thì chúng ta rất là ổn định, và cũng nhờ bên giảng đoàn và bên chốt đoàn đã hỗ trợ anh em đi rất là tuân thủ luật lệ giao thông và an toàn. Và trong quá trình di chuyển tới đây là cũng được 1/3 đoạn đường thì 100 cây thì anh em di chuyển rất là trật tự và luôn tuân thủ theo những người dẫn hướng dẫn của đoàn,
hy vọng là cái chuyến đi này, trên toàn chuyến đi này nó sẽ thành công được tốt đẹp và an toàn từ lúc đi cho đến lúc về. Cảm ơn Honda Việt Nam đã tổ chức những cái chuyến đi cho anh em biker rất là thú vị và ý nghĩa. Sau khi đoàn dùng cơm trưa xong thì đã di chuyển đến Ủy ban Nhân dân xã Đa Rung, Gia Nghĩa để hoạt động thiện nguyện ở đây. Thì hiện tại thì mọi người đang thấy là đang sắp xếp xe lại, bởi vì cái số lượng xe quá khủng mà ở đây thì cái chỗ Ủy ban Nhân dân không có cái chỗ mà để đậu được. Mọi người đang cố gắng xếp gọn gàng nhất có thể. Ở đây thì đa số thì anh em sẽ thấy rất nhiều Goldwing, khoảng 30 chiếc. Tiếp đến là tới CB500X, còn lại thì những dòng xe như là 650 các đời, rồi 1000 các đời, và những chiếc xe Africa nhìn rất là ngầu luôn em đó. Chinh phục cực đông anh em, thì ngày hôm nay mới là cái ngày chính thức nè, bởi vì bữa nay đoàn sẽ di chuyển từ Buôn Mê Thuột lên Tuy Hòa Phú Yên để chinh phục mũi điện cực đông. Thì cái lộ trình ngày hôm nay thì sẽ ngắn hơn hôm qua, thì đâu đó khoảng 260 cây thôi, nhưng mà sẽ qua rất nhiều cung đường núi đẹp, và Huy nghĩ là những cung đường này sẽ để lại nhiều cảm xúc không những là cho những anh em tham gia chuyến đi ngày hôm nay, và kể cả cho những anh em mà đang xem thông qua video clip này. Thì mọi người hãy cùng tiếp tục theo chân Huy nha. Mình năm nay 31 tuổi, đây là lần đầu tiên mình được tham gia một cái tour mà nó tuyệt vời như vậy, và có rất nhiều anh em thiện lành và vui. Cảm giác khi mà bắt đầu bước những bậc đầu tiên á thì phấn khích, rồi nó có hơi mệt xíu, nhưng mà khi lên tới trên đỉnh cực này thì rất là thoải mái và cảm giác rất là hạnh phúc. Thì qua cái chinh phục cực đông này á thì mình thấy cảm giác rất là thoải mái. Bên Honda tổ chức rất là tốt những cái sự kiện và những cái chương trình làm nó rất là bài bản, và mình cảm giác rất là vui khi lần đầu tiên mình tới cực đông này. Thực sự là ngày hôm nay đi với Honda thì bọn anh thấy rằng là một cuộc chuyến đi rất là
thú vị, đấy, bổ ích, cũng như là thực sự là nó rèn luyện cho bọn anh sức khỏe này. Thứ hai nữa là kiến thức, rất là nhiều kiến thức mà trong cái ngày hội Honda Việt Nam này bọn anh đi, bọn anh có thể trải nghiệm được nó, cũng như là có được thêm cái góc nhìn mới về đất nước của mình. Đấy, một cái đất nước mà chúng ta cũng chả cần phải đi nước ngoài, chúng ta trải nghiệm ở trong nước của chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cảnh đẹp. Đấy, đấy là cái mà anh nhận thấy được cái buổi đi với Honda. Cảm nhận của anh thì lần đầu tiên, cái trước tiên là cảm thấy mệt. Cái thứ hai thì nói chung đi chuyến này mình học được rất nhiều kinh nghiệm về hành trình, về điều khiển xe cùng với đội nhóm, cùng với các anh em biker trên hành trình, cũng như rất là vui trong những cái hoạt động chẳng hạn là từ thiện hoặc là những hoạt động trải nghiệm những cái cảnh đẹp của các miền đất nước vậy. Cách di chuyển của Honda rất là ok. Cái thứ nhất là các anh em biker là đã có kinh nghiệm đi đường, đi tour rất là nhiều rồi. Cái thứ hai là đội bảo vệ làm việc rất là tuyệt vời. Rồi công tác hậu cần cũng ok. Cho những anh em thì sáng nay là có một anh em bị cán đinh thì cũng đã xử lý rất là nhanh. Trong chuyến đi này anh thích cái cung đường mà chuẩn bị đi đi lên cái chỗ mũi điện là cung đường thấy rất là đẹp. Đội hình Honda tổ chức đi thì rất là tốt, an toàn, và tổ chức cho anh em một cái nó rất là chỉnh chu và đi nó rất là ngay thẳng. Trong hành trình ấy, thì thực tế là về độ an toàn thì bọn anh thấy nó là an toàn, nhưng mà gọi là để cái khoảng thời gian mà để bọn anh có thể thích nghi được ấy, thì bọn anh mất cái ngày đầu tiên ấy, để bọn anh thích nghi với cái cách di chuyển của đoàn. Đấy, nhưng mà sau thì anh thấy là sang đến ngày thứ hai và có thể là từ giờ cho đến hết chặng đường thì anh nghĩ là với cái cách bố trí của Honda thì bọn anh sẽ dùng từ là có một cái cuộc hành trình rất là an toàn và bình an. Thật sự tại vì ở đây không phải là một team từ trước đến giờ mà là tất cả các anh em ở mọi miền quy tụ về đây, cho nên là chưa có quen cái gọi là tính mỗi người phong cái tính phong cách chạy, mỗi cái tính cái nết lái, cho nên là nó còn nhiều cái hơi trục trặc nhẹ thôi, nhưng mà vấn đề nó vẫn là an toàn, không đến nỗi, nó không được trơn tru như là mình mong muốn thôi, nhưng mà tất cả đều tốt, ok. Và em xin chân thành cảm ơn Honda Việt Nam đã tổ chức sự kiện này và tạo cơ hội cho các anh em biker cùng nhau trải nghiệm được cái cảm giác này. Chắc chắn là rất là muốn tham gia thêm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của anh em ạ. Nói chung là đi 2 ngày khoảng 700 cây thì thật sự hơi bị mệt đuối rồi đó anh em. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là lộ trình ít hơn, khoảng 200 cây thôi, là di chuyển từ Phú Yên đi Khánh Hòa, Nha Trang. Và trong cái lịch trình thì Huy thích nhất là hai cái điểm đến, đó là chinh phục đèo cả và di chuyển đến làng trẻ em SOS để làm một chuyến thiện nguyện nữa. Đây là một cái điều mà rất hay và ý nghĩa. Và nói tới đèo cả thì anh em biết rồi ha, đi đèo rồi cảm giác rất là phấn khích và cá nhân Huy thì đang muốn chinh phục ở đây. Còn đối với anh em thì thế nào thì cùng theo chân Huy nha. Sau khi di chuyển khoảng hơn 200 cây thì đoàn đã tới được địa phận của Nha Trang rồi anh em. Và bây giờ sẽ di chuyển thẳng vào làng trẻ em SOS ở Nha Trang. Đây là nơi mang rất nhiều tình cảm sâu lắng của những trẻ em mồ côi được những người mẹ nuôi ở đây hỗ trợ về mặt tình cảm, tinh thần và kể cả vật chất để khi lớn lên các em có thể hòa nhập được với xã hội một cách tốt nhất. Theo Huy được biết thì cái làng SOS này đã tồn tại hơn 20 năm rồi và 14 mái nhà, nhưng chung một mái nhà thôi là một cái mái nhà mang những cái tình cảm, mang những cái sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho trẻ em nơi đây. Tại đây thì
nuôi khoảng 300 trẻ em, nhưng mà khoảng đâu đó gần 100 trẻ em đã được hòa nhập với xã hội, có một cái cuộc sống riêng rất là tốt đẹp từ những người mẹ nuôi ở đây. Có thể thấy đây là một cái địa điểm mà mọi người có thể đến để hỗ trợ từ tinh thần cho lẫn vật chất, để các em có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và các em tin rằng ở xã hội này còn có những sự yêu thương bao bọc của tất cả mọi người dành cho các em, để các em không còn cảm giác cô đơn nữa. Và Huy nghĩ đây là một chuyến đi rất là cảm xúc trước khi mà khởi hành về lại Sài Gòn. Thời gian sắp xếp rất là hợp lý, đi chơi vui. Nói chung là anh em chạy xe có tổ chức á, anh cảm thấy là an tâm, good lắm. Cảm thấy có một cái sự buồn nhẹ. Bởi vì trong suốt những ngày qua thì anh em luôn đồng hành cùng với nhau trên cung đường, trải qua những cái như là thời tiết khắc nghiệt, rồi những cái cuộc vui, những cái cuộc ăn uống rất là vui. Bây giờ về mình cảm thấy là vẫn còn muốn đi tiếp. Có mở rộng thêm giao lưu rồi giống anh em chơi xe phân khối lớn á, cùng đam mê với anh. Thế lại mình học được nhiều cách đi đồng đội nè, tổ chức nè, rồi những cái buổi off với những người bạn mới mà cùng sở thích á, anh cảm thấy rất là đúng ý nghĩa. Anh sẽ tham gia những lần sau, anh sẽ cố gắng đi chơi với anh em tiếp. Mình là người trúng giải nhất thì mình cảm thấy cuộc chơi của Honda tổ chức rất là bài bản, và những phần quà cũng hấp dẫn, làm cho anh em rất là phấn khích. Trong chuyến đi này mình làm quen được rất nhiều những người bạn trong group. Thì ngoài ra là mình được chinh phục những cung đường mà mình chưa từng đi qua. Và cái mà mình sung sướng nhất là được chinh phục cực đông của Tổ quốc. I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Just come.